Xin chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với chương trình Tiêu điểm đầu tư do được thực hiện bởi Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Chứng khoán VinDirect. Thì hôm nay một câu chuyện Trung tâm Tư vấn của VinDirect xin em đối một câu chuyện có thể là khá là cũ, nhưng mà vấn đề nó lại có nhưng cũng không hẳn là cũ. Đấy là câu chuyện của một công ty trong ngành bất động sản khu công nghiệp. Như mọi người biết thì có thể thấy đấy là bất động sản khu công nghiệp đã có một đợt sóng tăng khá là mạnh mẽ từ cuối năm 2018, đầu năm 2019 và đến thời điểm cuối năm 2020, và một số các công ty trong ngành khác, ví dụ như ngân hàng hay là tài chính hay là thép đã nổi sóng khá là mạnh trong thời gian gần đây, và cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp dường như đã bị mọi người không còn để ý đến nữa. Nhưng với việc là làn sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc và chiến tranh thương mại sẽ quay trở lại, thì bất động sản khu công nghiệp có thể hồi sinh được sự chú ý từ nhà đầu tư hay không, thì mời quý nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chương trình Tiêu điểm đầu tư của tuần này. Đấy là cổ phiếu liên quan đến cổ phiếu Strategy Châu Đức. Về buổi hôm nay thì mình sẽ xin trình bày ba vấn đề chính đối với cổ phiếu này. Đấy là vấn đề liên quan đến vĩ mô, mình gọi là tạm thời gọi là thiên thời. Thứ hai liên quan đến địa lợi, mình gọi đấy là yếu tố cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Và thứ ba là yếu tố nhân hòa, yếu tố liên quan đến cơ bản của doanh nghiệp. Đầu tiên thì liên quan đến yếu tố thiên thời thì mình muốn nói đến yếu tố vĩ mô tổng quát ở đây. Đấy là sự thứ nhất đấy là sự dịch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thì mọi người, cái sự từ dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam này thì có thể là một khái niệm rất là quen thuộc đối với nhà đầu tư từ năm 2017, khi mà ông Tổng thống Trump ông bắt đầu một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, dẫn đến là làn sóng lo ngại một việc đấy là các công ty nước ngoài sẽ rời bỏ thị trường Trung Quốc, rồi sẽ đưa ra nhà máy sang các nước khác, mà người ta gọi là cái làn sóng Trung Quốc cộng một, tức là Trung Quốc cộng thêm một nước nào đấy ở khu vực châu Á, cụ thể ở đây là có thể là Đông Nam Á hoặc Nam Á. Thì với cái làn sóng này thì Việt Nam như mọi người biết, Việt Nam có một vị trí, có một cái lợi thế rất là có nhiều hơn một lợi thế để có thể thu hút được sự chú ý từ làn sóng dịch chuyển này. Đó là thứ nhất đấy là vị trí, thứ hai đấy là về chính trị, cái thứ ba đấy là về chi phí nhân công, cái thứ tư đấy là về sự về cái nằm trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Về thứ nhất là mình muốn đổi qua đấy là tại sao, nói chi tiết hơn thì mình muốn nói đến thứ nhất đấy là Trung Quốc định hướng thay đổi phát triển công nghiệp, nó sẽ là cái một trong cái lý do để có một làn sóng dịch chuyển này. Thứ nhất, mọi người có thể nhìn thấy như ở trên màn hình đấy là cái tỷ trọng nông lâm nghiệp, cơ cấu GDP của Trung Quốc theo ngành. Ở đây có ba cái biểu đồ thì mọi người có thể nhìn thấy đấy là cái ngành xây dựng và chế tạo. Ngành xây dựng và chế tạo đấy là một ngành khá là có thể là ngành xương sống của một nền kinh tế đang đi lên, ngành công nghiệp kinh tế phát triển, nhưng Trung Quốc cái tỷ trọng ngành xây dựng và chế tạo đang giảm ở trong cái cơ cấu GDP của Trung Quốc. Thì cái này nó nói lên đấy là gì, đấy là Trung Quốc người ta sẽ tiếp cận theo một hướng khác đi, đấy là người ta sẽ phát triển ngành phát triển hướng tới dịch vụ và có thể là dịch vụ du lịch và hướng tới tiêu dùng nội địa, thay vì với một cái chiến lược ngày trước đấy là sản xuất để xuất khẩu. Thì bây giờ cái làn sóng sản xuất để xuất khẩu đấy nó sẽ chuyển ra khỏi ngoài Trung Quốc, và đấy là một cái làn sóng có thể là rất là rõ ràng khi mọi người có thể nhìn thấy đấy là Trung Quốc hạn chế việc mở rộng các nhà máy, hoặc thứ hai đấy là hạn chế việc đóng cửa các nhà máy có yếu tố ô nhiễm môi trường, ví dụ như thép, ví dụ như giấy grab, ví dụ như ngành nhựa. Và cái những với việc là Trung Quốc hạn chế các ngành sản xuất chế tạo như thế thì làn sóng ấy nó sẽ di chuyển sang đâu? Làn sóng ấy sẽ di chuyển sang đâu? Và câu hỏi này thì tiếp theo đấy là một cái yếu tố nữa, đấy là yếu tố về chi phí nhân công. Như mình nói, một trong bốn yếu tố mà Việt Nam được hưởng lợi
từ làn sóng dịch chuyển của Trung Quốc, đấy là yếu tố về chi phí nhân công. Đối với lại một cái công xưởng của thế giới như Trung Quốc thì những năm 1980 mà một trong những yếu tố mà Trung Quốc thu hút được sự tham gia của các nhà sản xuất lớn trên thế giới, đấy là một cái chi phí nhân công khá là rẻ. Như mọi người có thể nhìn thấy ở trên bản đồ, biểu đồ trên đây, thì nhưng mà vấn đề là trong những năm gần đây thì cái chi phí nhân công của Trung Quốc đã không còn phải là lợi thế. Và mình ở trung tâm tư vấn đầu tư có thực hiện một cái khảo sát, đấy là cái chi phí nhân công của Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Thì mọi người có thể nhìn thấy chi phí nhân công của Trung Quốc đã tăng khá là mạnh trong 4 năm trở lại đây, từ con số 19,2 triệu Việt Nam đồng lên đến 25 triệu. Ở đâu đấy tăng khoảng 20% trong vòng 4 năm, trong khi chi phí nhân công của Việt Nam thì thay đổi rất là thấp, thay đổi biến động tăng rất là thấp trong, và thứ hai là vẫn còn thấp hơn so với các nước xu khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Và ở đâu, và con số này ở Thái Lan là khoảng 9 điểm gần 9 triệu gần 9 triệu Việt Nam đồng trên một cho một tháng của nhân công. Tiếp theo mình muốn nói đến đấy là như lời mở đầu của mình, đấy là mình có nói đến cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Thì chủ chiến tranh thương mại Mỹ Trung này do Trump khởi xướng, và mình nghĩ là các chiến lược của ông tổng thống tiếp theo, đấy là ông Biden, ông vẫn tiếp tục coi Trung Quốc là một cường quốc thách thức vị thế kinh tế cũng như vị thế ngoại giao cũng như vị thế về các vấn đề khác của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và cái này nó đã thành xu hướng khi mà cả nhánh hành pháp, tức là nhánh chính phủ, cái thứ hai là nhánh lập pháp, là quốc hội Mỹ, các thượng nghị sĩ và các hạ nghị sĩ Mỹ đã coi Trung Quốc là một thế lực mới nổi, và thế lực đấy nó sẽ thách thức cái năng lực cường quốc của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, dẫn đến để mà hạn chế cái việc Trung Quốc nổi lên cạnh tranh với Mỹ, thì Mỹ có một cái đòn, có một cái công cụ khá là sắc bén để hạn chế cái sự nổi lên của Trung Quốc, đấy là kinh tế. Khi mà Mỹ là nhà nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc, và cái thứ hai đấy là chính các công cụ liên quan đến ngoại giao, khi mà Mỹ có một lực lượng các nước đồng minh khá là lớn trên thế giới, ví dụ như ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, đấy là Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, và ở các nước phương Tây, ở các nước châu Âu nữa, thì cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung này nó sẽ tác động đến như nào đến Việt Nam. Cụ thể đấy là khi mà Mỹ thực hiện các biện pháp kinh tế, có thể là các biện pháp kinh tế ngăn cản sự nổi lên của kinh tế Trung Quốc, thì đâu đấy một sự dịch chuyển từ các nhà máy, từ các bằng việc tăng thuế, giống như ông Trump đã làm, bằng việc tăng thuế nhập khẩu từ các hàng hóa từ ở phía Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, thì dẫn đến là chi phí của dẫn đến là giá thành của các sản xuất này đi vào thị trường Mỹ sẽ tăng lên, thì dẫn đến là các công ty khác sẽ phải tìm một thị trường sản xuất mới đấy để hạn chế được cái mức thuế nhập khẩu mà các hàng hóa này đi vào thị trường Mỹ. Thì như mình nói ban đầu thì Việt Nam nổi lên là một thị trường, nổi lên là một đất nước có thể thay thế một phần dịch chuyển của các nhà máy, của các công ty đang sản xuất ở Trung Quốc sang Việt Nam. Cụ thể mọi người có thể nhìn thấy đấy là Foxconn, các vendor của Apple đã chuyển một phần nhà máy của mình sang các khu công nghiệp ở phía Quang Châu, của hay là dự tính ở đây là các khu công nghiệp ở phía Thanh Hóa, như lần mà vendor của Samsung, vendor của Apple mới đi vào tham gia tìm hiểu. Tiếp theo đến yếu tố địa lợi, mình muốn nói yếu tố địa lợi đấy là yếu tố mà Việt Nam đang có,
trước tiên đấy là yếu tố, trước tiên là yếu tố đầu tiên là yếu tố thiên thời, yếu tố thiên thời là yếu tố bên ngoài, yếu tố vĩ mô quốc tế, thứ hai là yếu tố địa lợi. Yếu tố địa lợi ở đây mình muốn đề cập đến đấy là về Việt Nam tích cực tham gia các hiệp định FTA. Thì bản tại sao cái này nó được coi là yếu tố địa lợi, tại vì bản thân nếu mà Việt Nam tham gia các hiệp định FTA nghĩa là Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung, thì một khi mà mình đã tham gia vào sâu hơn vào các chuỗi cung thì tại vì cung ứng thường là cung ứng nó sẽ đi theo chuỗi, và nếu mà mình tham gia được sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng đấy thì dẫn đến là cái khả năng khó bị thay thế hơn của Việt Nam đối với lại các nhà sản xuất lớn trên thế giới. Thì mình có ở đây có trung tâm tư vấn đầu tư có tổng hợp lại các hiệp định FTA và hiệp định tự do thương mại của Việt Nam đang có ở đây có khoảng 17 hiệp định, trong đấy có 14 hiệp định đã được ký kết và 3 hiệp định đang trong thời gian phê chuẩn và đang đàm phán. Nhìn qua đây thì mình có chú ý đến là các hiệp định, thứ nhất là hiệp định CPTPP, hiệp định CPTPP với hiệu lực với 10 đối tác lớn trên thế giới. Ngày trước thì có Mỹ là một thành viên tích cực của việc đàm phán tham gia TPP, tên gọi cũ của CPTPP, nhưng mà ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi rồi, thì hiện tại đang có CPTPP đang có 10 đối tác chiếm khoảng đâu đấy khoảng tầm khoảng gần 20% GDP trao đổi thương mại của toàn cầu. Thì cái hiệp định này là một hiệp định khá là tích cực cho Việt Nam, tại vì ngày trước Việt Nam tham gia chưa có nhiều quan hệ thương mại sâu với các nước ví dụ như Canada hay Mexico hay là Nhật Bản. Với việc tham gia CPTPP này thì các dòng thuế của các dòng thuế nhập khẩu, các dòng thuế nhập khẩu của hàng hóa của Việt Nam vào các thị trường này sẽ giảm đến mức tối đa. Tiếp theo mình muốn nói đến là cái hiệp định đấy là EVFTA. EVFTA cũng là một hiệp định khá là quan trọng đối với nệ thương mại của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khi mà Việt Nam sẽ trở thành một đối tác của EU. Với việc tham gia EVFTA này thì Việt Nam sẽ hàng hóa Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Cái thứ hai đấy là việc các công ty sản xuất của EU cũng tích cực dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam để hưởng các ưu đãi về thuế. Như mọi người có thể nhìn thấy, đây là mức thuế xuất trung bình của các dòng thuế cam kết cắt giảm trong 11 FTA mà Việt Nam đang có trong giai đoạn 2019 đến 2022. Thì với như nãy mình có nói đấy là hiệp định CPTPP, mức cắt giảm thuế sẽ giảm từ 91% trung bình lên xuống còn 4,8% trong đến năm 2022. Và hiệp định ASEAN Nhật Bản cũng là hiệp định khá lớn, khi mà Nhật Bản đang là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Quay trở lại thì với cụ thể thì những cái làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại thì ảnh hưởng như nào đến bất động sản công nghiệp. Thì như mình nói ban đầu thì với việc dịch chuyển này thì cái dòng vốn FDI, dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ coi Việt Nam là điểm đến lý tưởng hơn, điểm đến tốt hơn để nhận được các ưu đãi thuế và nhận được các ưu đãi liên quan đến đến nhân công giá rẻ từ của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực như Trung Quốc và Thái Lan, như slide trước mình có đề cập. Thì ở đây có một cái slide khá là thú vị, đấy là mọi người có thể nhìn thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng từ năm 2011 từ 200 tỷ đô lên đến năm 2020 là khoảng 550 tỷ, tương ứng tăng với mức 2,5 lần trong vòng 10 năm. Thì với việc kim ngạch xuất khẩu tăng như này thì bản thân mình, mọi người được biết đấy là xuất khẩu bản thân nó sẽ phải là đi cùng với lệ là sản xuất.
và sản xuất đây thì xuất khẩu của mình thì nó sẽ đến từ, như mọi người biết đấy, là chủ yếu là hàng linh kiện điện tử. Thì mà hàng linh kiện điện tử này thì làn sóng đấy là sẽ là từ các công ty nước ngoài mà người ta đến đặt nhà máy ở Việt Nam. Và với việc đấy thì, và tổng kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng như này, thì làn sóng FDI cộng thêm với một cái đấy là làn sóng thu hút FDI nữa, thì sẽ dẫn đến là các ngành công nghiệp chế tạo chế biến chế tạo thu hút vốn FDI nhiều nhất và sẽ gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Một yếu tố địa lợi khác bên cạnh yếu tố là Việt Nam tham gia tích cực các hiệp định FDI đấy là Bà Rịa Vũng Tàu. Mình muốn nói ở đây một cái địa lợi cho SSC, ngoài lúc nãy là địa lợi cho cả nền kinh tế, cho ngành bất động sản công nghiệp nói chung, thì bây giờ sẽ là địa lợi cho SSC, cho khu công nghiệp Solarity Châu Đức. Đấy là Bà Rịa Vũng Tàu đang trở thành một tỉnh công nghiệp mới nổi của miền Nam, nằm trong chuỗi 4 tỉnh trọng điểm khu công nghiệp ở miền Nam, phía đông Nam Bộ, đấy là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có gì để trở thành một tỉnh công nghiệp mới nổi ở miền Nam? Thì ở đây có một cái slide đấy là mọi người có thể nhìn thấy, đấy là cái đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối với các cảng biển chính và sân bay quốc tế. Thì để mà đối với lại sản xuất thì một yếu tố quan trọng đấy là yếu tố liên quan đến chuỗi cung thì giao thông sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng để rút ngắn chi phí, rút ngắn thời gian từ khâu vận chuyển nguyên vật liệu đến khâu vận chuyển hàng hóa tiêu thụ. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy đấy là một mạng lưới các hệ thống, các cơ sở hạ tầng kết nối các tỉnh công nghiệp trọng điểm vùng, đấy là gồm có thành phố Hồ Chí Minh, có Đồng Nai, có Bình Dương. Và ở đây có một cái cao tốc, đấy là cao tốc Long Thành Dầu Dây, các cao tốc liên quan, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, các cao tốc quốc lộ 1A hay là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang trong quá trình triển khai. Và một cái cao tốc khá đáng quan trọng đối với lại tỉnh Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và khu công nghiệp Châu Đức, đấy là cao tốc kết nối Biên Hòa với Vũng Tàu. Thì mọi người quay trở lại đây có một cái slide mình thống kê, đấy là khoảng cách từ Hà Nội, từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu khoảng 96 km, nhưng hiện tại đang mất thời gian khoảng 2 giờ 25 phút để di chuyển. Nhưng mà ở Trung Quốc thì trong khi ở đó, ở Trung Quốc thì khoảng cách từ Thượng Hải đến Thiên Tân, hai trong năm thành phố lớn của Trung Quốc, với khoảng cách là 1.130 km nhưng chỉ mất khoảng 11 giờ di chuyển, tương đương với lại 100 km, vận tốc 100 km một giờ. Thì dẫn đến đấy là mình muốn một bài toán so sánh, đấy là cái cơ sở hạ tầng của Việt Nam, đâu đấy vẫn còn có khả năng cải thiện để thúc đẩy cái sản xuất, để thúc đẩy cái giao thông giữa các khu công nghiệp với nhau. Một yếu tố quan trọng thứ hai của Bà Rịa Vũng Tàu để có thể trở thành một tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế hay là phát triển sản xuất ở khu vực Đông Nam Bộ, đấy là việc cảng Cái Mép Thị Vải được quy hoạch trở thành cảng nước sâu lớn, được trở thành cảng khu vực cụm cảng nước sâu lớn nhất khu vực phía Nam, có thể tiếp nhận tàu container lên đến trọng tải đến 200.000 tấn. Với việc xu hướng, quay trở lại đây mình muốn nói đến một xu hướng, đấy là xu hướng đầu tư các cảng nước sâu với trọng tải, với việc tiếp cận được tàu lớn sẽ là xu hướng trong logistics quốc tế thực tế tương lai, khi mà hầu hết các nước hiện tại đang triển khai việc xây dựng các cụm cảng với việc tiếp nhận các tàu nước sâu để làm trạm trung chuyển, để từ đó dẫn đến là tiết giảm chi phí. Với việc là cảng Cái Mép Thị Vải được quy hoạch trở thành cảng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn, thì việc thì các tàu qua khu vực quốc tế sẽ không cần qua các cảng Singapore hay là Hồng Kông như gần đây nữa. Tiếp theo một slide tiếp theo đấy là mình muốn nói đến
Trước tiên là Bà Rịa Vũng Tàu có đủ điều kiện để phát triển trở thành một tỉnh công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ. Thì với việc là trở thành một tỉnh phát triển công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ như thế thì quỹ đất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đủ để nhà đầu tư tiếp cận có thể trở thành địa điểm để mình xây dựng nhà máy hay không. Thì mọi người có thể nhìn thấy cái tỷ lệ cái slide trên màn hình đấy là tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp. Ở đây có một cái nghiên cứu là các tỉnh ví dụ như Bình Dương, Đồng Nai thì tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đã khoảng tầm 90-94%, trong khi Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại đang cũng chỉ là có khoảng 80%. Nghĩa là đâu đấy cái quỹ đất khu công nghiệp cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến vẫn là khá lớn. Cái thứ hai đấy là với cái quỹ đất hiện có như thế thì cái chi phí mà các nhà sản xuất khác phải trả cho để phát triển công nghiệp này là bao nhiêu, thì Hồ Chí Minh chi phí đấy với Hồ Chí Minh đang khoảng là 147 đô cho một mét vuông, thì ở Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là 65 đô cho một mét vuông, khá là cạnh tranh. Đấy là yếu tố về địa lợi. Tiếp theo là yếu tố về nhân hòa. Yếu tố nhân hòa đấy là yếu tố như mình có nói, yếu tố về bản thân của công ty Solarity Châu Đức. Thì Solarity Châu Đức có gì? Solarity Châu Đức thì mình ở đây có 3 yếu tố. Thứ nhất đấy là hỗ trợ phát triển kinh nghiệm, phát triển khu nghiệp từ công ty mẹ, đấy là tổng công ty Solarity. Thứ hai là vị trí khu công nghiệp thuận lợi và quỹ đất lớn, cộng thêm một cái là chi phí giải phóng mặt bằng thấp. Thứ ba đấy là cái khu đô thị của Solarity Châu Đức đang đi vào việc ghi nhận doanh thu. Về cái yếu tố nhân hòa đầu tiên đấy là công ty con Solarity Châu Đức là công ty con của Solarity tổng. Thì Solarity tổng như mọi người biết đấy là một tập đoàn phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam, với việc với Ủy ban Nhân dân Đồng Nai sở hữu 99,5% cổ phần. Với việc nhà nước sở hữu cổ phần này thì sẽ có Solarity sẽ được hỗ trợ về các vấn đề pháp lý cũng liên quan đến quỹ đất để phát triển khu công nghiệp. Cái thứ hai đấy là vị trí thuận lợi của khu công nghiệp Solarity Châu Đức. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây đấy là khu công nghiệp Solarity Châu Đức khá gần các tỉnh thành và các cơ sở hạ tầng lớn. Thứ nhất là đối với cảng Cái Mép thì phải thì chỉ khoảng mất khoảng 19 km di chuyển. Cái thứ hai đấy là hơn 1 giờ để di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, các ở khu phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba đấy là mất khoảng 50 km để di chuyển đến khu vực Long Thành, khá là khoảng cách khá là gần như này thì khu công nghiệp Solarity Châu Đức sẽ có lợi thế thu hút các nhà đầu tư đến để tiếp cận để mở nhà máy sản xuất. Tiếp theo là yếu tố đấy là yếu tố về khả năng cạnh tranh của khu công nghiệp Solarity Châu Đức. Thì mọi người ở đây có một cái slide ở phía bên tay phải của màn hình đấy là khá đất khu công nghiệp tại một số khu công nghiệp mà Solarity Châu Đức của Solarity Châu Đức và các khu công nghiệp khác tại Bà Rịa Vũng Tàu, thì giá cho thuê khu công nghiệp của Solarity Châu Đức hiện tại đang chỉ còn tầm 65 đô, trong khi các khu công nghiệp khác ví dụ như Phú Mỹ hay là Phú Mỹ 3 hay là Mỹ Xuân thì giá chào thuê hiện tại đang lên đến khoảng hơn 100 đô la Mỹ mỗi một mét vuông. Đây cũng là một lợi thế, mặc dù là cái vị trí hiện tại của khu công nghiệp Solarity Châu Đức không quá hấp dẫn, không quá tốt như khu công nghiệp Phú Mỹ hay khu công nghiệp Mỹ Xuân, nhưng mà vấn đề với việc giá chào thuê chỉ bằng khoảng 1/2 giá chào thuê của các khu công nghiệp khác như hiện tại thì cũng là một cái lợi thế cạnh tranh cho khu công nghiệp Solarity Châu Đức. Tiếp theo một lợi thế khác đấy là lợi thế về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng và sẵn sàng cho thuê. Thì đối với một khu công nghiệp, đối với một nhà phát triển bất động sản ở đây thì cái việc quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng nó là một lợi thế rất lớn. Tại vì sao? Tại vì khi
xin chủ trương đầu tư đến khi mà có thể tiến hành giải phóng mặt bằng hay là bàn giao đất cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy thì mất thời gian khoảng tầm khoảng 4 đến 5 năm. Nhưng vấn đề đối với lại Solarity Châu Đức thì phần lớn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng. Như mọi người có thể để ý ở đây đấy là đến thời điểm năm 2020 thì chỉ còn khoảng 500 hectare trên tổng số 2.200 hectare nữa mà Solarity Châu Đức cần phải giải phóng thôi. Tiếp theo đến là cái diện tích sẵn sàng cho thuê của Solarity Châu Đức thì diện tích sẵn sàng cho thuê hiện tại của Solarity Châu Đức có ở đây khoảng tầm 449 hectare, một diện tích khá là lớn đối với một khu công nghiệp. Một lợi thế đấy là như ban đầu có thể nói mình đã đề cập đấy là chi phí bồi thường thấp. Chi phí bồi thường thấp thì ở đây có một cái chart ở đấy là mức chi phí bồi thường đền bù của Solarity Châu Đức hiện tại đang ở phía bên tay phải màn hình, mọi người có thể nhìn thấy đấy là mức chi phí thanh toán và diện tích giải phóng mặt bằng lũy kế đến năm dự tính đến năm 2021 thì chi phí mức đền bù trên một hectare của Solarity Châu Đức chỉ khoảng 2,4 tỷ trên một hectare. Trước đó đến năm lũy kế đến năm 2020 thì chỉ phí này chỉ có tầm khoảng 1,5 hectare thôi, trong khi cái tổng số lượng mà diện tích đất mà Solarity đã đền bù giải phóng mặt bằng lên đến 1.800 hectare trên tổng số 2.200 hectare thì đây là một lợi thế khá là lớn cho Solarity Châu Đức để có thể ghi nhận một cái biên lợi nhuận cao hơn. Tại vì khi hiện tại đang Solarity Châu Đức đang cho thuê với giá khoảng 1,4 triệu một mét vuông, mà trong khi cái chi phí đền bù giải phóng mặt bằng của mình đang là 150.000, tức là 1,5 triệu trên một hectare, 1,5 tỷ trên một hectare. Tiếp theo đó là một lợi thế, một cái yếu tố nhân hòa cuối cùng đấy là yếu tố khu đô thị Hữu Phước sẽ tăng tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu và đem lại một cái biên lợi nhuận cột cao hơn. Tại vì đối với này, một khu đô thị thì thường khu đô thị thì sẽ có một tỷ suất lợi nhuận cột tốt hơn là khu công nghiệp. Thì đối với khu đô thị Hữu Phước này thì dự tính năm 2021 sẽ mở bán và đem lại lợi nhuận đem lại doanh thu khoảng 90 tỷ Việt Nam đồng, 90 tỷ thì tỷ đồng cho Solarity và lợi nhuận gộp khoảng tầm 45 tỷ. Mà nói qua về khu đô thị Hữu Phước này, mình nghĩ đây là một con gà để trứng vàng và một cái có thể là cái nồi cơm trong tương lai cho Solarity Châu Đức. Tại vì hiện tại thì với khu dân cư Hữu Phước này nằm trong tổng thể khu dân cư của khu đô thị khu công nghiệp đô thị Solarity Châu Đức, diện tích khoảng đâu đấy khoảng tầm 200 hectare và diện tích thương phẩm khoảng tầm hơn 100 hectare. Trong năm 2021 thì chúng tôi trung tâm tư vấn VnDirect dự báo doanh thu của Solarity Châu Đức khoảng 600 tỷ và lợi nhuận sau thuế khoảng tầm 240 tỷ, tương ứng với lại EPS dự phóng khoảng 2.400, với PE trung bình của các công ty trong ngành này với các công ty đang trong giai đoạn phát triển và với quỹ đất còn khá lớn như này thì PE trung bình khoảng tầm 20 lần là mức hợp lý cho những công ty như Solarity Châu Đức. Do đó với mức PE khoảng 20 lần thì giá mục tiêu cho năm 2021 của Solarity khoảng 48 đến 50.000, tương ứng với lại upside so với giá hiện tại khoảng gần 30%. Trên đây là mình xin brief, trên đây là phần phân tích cơ bản của công ty Solarity Châu Đức SMA SSC. Với phần kỹ thuật, phân tích kỹ thuật thì mình xin được mời anh Linh, chuyên gia phân tích kỹ thuật của trung tâm tư vấn đầu tư có vài phần đánh giá nhận xét với tình trạng kỹ thuật của SSC. Xin chào quý khách hàng, thì vừa rồi bạn Trường có chia sẻ với quý khách hàng về câu chuyện cơ bản của cổ phiếu SSC. Tiếp theo thì
mình sẽ cung cấp thêm một số góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu này để quý vị khách hàng có thể biết những cái vùng giá mình có thể mua vào hay những vùng giá mà mình có thể cân nhắc gia tăng vị thế hoặc những cái vùng chốt lời kỳ vọng cho cổ phiếu này trong ngắn hạn. Thì trước tiên chúng ta có thể nhìn thấy cổ phiếu SJC là có đang có một cái xuống tăng giá khá mạnh từ đầu năm 2020 cho đến đến đầu 2021. Cổ phiếu đã tăng giá từ vùng giá 12 cho đến vùng giá 44. Và thời điểm này cũng trùng với cái thời điểm mà cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung xảy ra, khi mà Trump đã đánh thuế vào các hàng hóa từ Trung Quốc, dẫn đến là cái làn sóng mà chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Chính vì thế những doanh nghiệp về bất động sản công nghiệp được hưởng lợi rất lớn từ cái làn sóng này. Và các cổ phiếu bất động sản công nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam đã tăng khá mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Sau một cái nhịp tăng giá mạnh được tính bằng năm thì các cổ phiếu bất động sản công nghiệp đã có một cái thời gian mà điều chỉnh. Cụ thể, cổ phiếu SJC đã có, sau khi đã tăng lên cái đỉnh cao nhất mọi thời đại, tức là vùng giá quanh vùng giá 44, thì cổ phiếu đã có một cái nhịp điều chỉnh bắt đầu từ tháng 1 cho đến cuối tháng 5. Thì cổ phiếu đã có một cái giai đoạn điều chỉnh từ vùng giá 44 về vùng giá 32, tức là đâu đó khoảng tầm 10-12 giá từ vùng đỉnh. Và hiện tại cổ phiếu này sau cái giai đoạn điều chỉnh thì cổ phiếu đã có một cái phiên đảo chiều xu hướng giảm trong ngắn hạn và bước vào cái xu hướng tăng giá mới, khi mà cổ phiếu đã chính thức vượt qua cái vùng giá 38, là cái vùng giá mà trước đó là cái cản của ngắn hạn của cổ phiếu SJC này. Cổ phiếu đã thiết lập những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước. Đây quý vị có thể nhìn, trước tiên là cái đáy thứ nhất chúng ta nhìn thấy ở vùng giá 32. Cái đáy thứ hai cổ phiếu xây cái đáy giá thứ hai là vùng giá 36 và đáy thứ ba quanh vùng giá 37. Và hiện tại cổ phiếu phiên dịch hôm nay cổ phiếu đã tăng giá và vượt lên trên vùng giá 38. Thế thì nhìn chung về mặt xu hướng thì cổ phiếu này đang trong một xu hướng tăng giá sau và tăng giá trong dài hạn. Trong trung hạn thì cổ phiếu đã có một nhịp điều chỉnh từ tháng đầu năm 2021 đến thời điểm hiện tại. Và trong ngắn hạn chính thức cổ phiếu đã bước vào một cái kết thúc cái điều chỉnh trong trung hạn và bước vào một cái xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Chính vì thế xu hướng hiện tại là xu hướng tăng và chúng ta tìm cái vùng giá tiềm năng mà chúng ta có thể mua vào cổ phiếu này. Quan sát thêm về mặt yếu tố khối lượng thì chúng ta thấy trong cái nhịp tăng giá gần đây thì khối lượng giao dịch của cổ phiếu tăng cũng khá tốt. Khi mà những cái phiên tăng giá mạnh đều được ủng hộ thêm yếu tố thanh khoản gia tăng mạnh, cho thấy rằng là dòng tiền bắt đầu quan tâm trở lại đối với nhóm cổ phiếu này. Và đối với nhà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta có thể quan sát cái vùng giá để mình có mở cái vị thế mua đối với cổ phiếu này, đó là vùng giá quanh giá 38. Ở đây là cái vùng mà mình có kẻ ở trên đây, quanh vùng giá 38 để mua vào cổ phiếu ngắn hạn cho cổ phiếu này. Và chúng ta sẽ gia tăng vị thế nếu giá cổ phiếu vượt lên trên vùng giá 40. Đến là cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể gia tăng vị thế đối với SJC. Cái giá mà mình đặt cắt lỗ cho vùng giá này, nếu quý vị có mua vào vùng giá 38 là chúng ta sẽ đặt ở vùng giá cắt lỗ quanh vùng giá 36 đến 36.5. Là cái vùng giá cắt lỗ cho cổ phiếu này nếu mà trường hợp chúng ta bị sai ở cổ phiếu này. Và cái mức giá kỳ vọng cho cổ phiếu SJC trong thời gian tới nó sẽ ngắn hạn nó sẽ nằm ở vùng giá quanh đây ạ, quý vị thứ nhất là sẽ quanh vùng 47 đến 48 là vùng giá trước mắt của cổ phiếu này. Và xa hơn nữa chúng ta sẽ nhìn đến một vùng giá quanh vùng giá từ 51 cho đến 52 là cái vùng giá mục tiêu mà SJC có thể đạt trong thời gian tới. Điều này về mặt thời gian thì có thể tùy, không thể biết chắc là thời gian nào thì cổ phiếu sẽ đạt được cái vùng giá kỳ vọng này. Tuy nhiên cái diễn biến giá hiện tại chúng ta có nhìn thấy rằng đang khá tích cực, và đây chính là một trong những cơ hội mà ngắn hạn khá tốt cho cổ phiếu này. Bên cạnh cái câu chuyện về mặt cơ bản khá là thú vị mà bạn Trường vừa chia sẻ với chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái thời điểm như mình vừa chia sẻ, tức là vùng giá 38 để mua vào nếu điều chỉnh sắp tới, hoặc vùng giá 40 nếu cổ phiếu vượt qua cái vùng giá này trong các phiên sắp tới thì hoàn toàn có thể
cân nhắc mua vào các vào cổ phiếu này tại những cái vùng giá trên để mình đạt được cái giá mục tiêu ở những cái vùng, thứ nhất là vùng từ 46 đến 47, cái thứ hai là vùng 50 cho đến 52 là cái vùng giá mục tiêu của phiếu này. Thì trên đây là cái chia sẻ những góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật của cổ phiếu SSC. Thì tiếp theo thì mời bạn Trường sẽ tập hợp lại những cái điểm nhấn chính trong cái của SSC trong buổi ngày hôm nay. Xin mời bạn Trường. Vâng, cảm ơn những nhận định rất là chi tiết và cụ thể của anh Linh về về tình trạng kỹ thuật hiện tại của SSC. Thì mình xin điểm lại những thông tin mà team trung tâm tư vấn đầu tư có trao đổi về SSC trong buổi hôm nay. Thứ nhất đấy là về cơ bản thì ba yếu tố mà SSC có thể là một cây đáng chú ý trong thời gian tới, đấy là thứ nhất đấy là yếu tố về thiên thời, yếu tố về vĩ mô quốc tế, đấy là sự dịch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và việc chiến tranh thương mại Mỹ Trung tiếp diễn, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến đối với lại các công ty quốc tế trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Thứ hai là yếu tố về địa lợi, yếu tố về địa lợi là yếu tố về vĩ mô của Việt Nam. Yếu tố đầu tiên đấy là Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào các hiệp định FTA cùng với việc là các dòng thuế của Việt Nam sẽ được giảm, dòng thuế của các hàng sản xuất của các hàng hóa Việt Nam sẽ được giảm khi tham gia, khi đi vào các thị trường của FTA, dẫn đến là làn sóng đầu tư vốn trực tiếp từ nước ngoài sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam từ các nước trong chuỗi FTA này. Tiếp theo yếu tố thứ hai đấy là yếu tố liên quan đến yếu tố tích cực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy là Bà Rịa Vũng Tàu đang trở thành một tỉnh công nghiệp mới nổi ở Việt Nam, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng ở các tỉnh Đông Nam Bộ như sân bay Long Thành hay là các đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Long Thành Dầu Dây và Long Thành Mỹ Thuận. Yếu tố thứ ba đấy là yếu tố về Nhân Hòa. Yếu tố Nhân Hòa đấy là khu công nghiệp công ty mẹ Solarize sẽ tiếp tục hỗ trợ Solarize Châu Đức trong việc phát triển, có thể là mở rộng thêm một khu công nghiệp nào đó bên cạnh khu công nghiệp Solarize Châu Đức nữa. Thứ hai đấy là yếu tố của công ty Solarize Châu Đức, vị trí thuận lợi nằm bên cạnh bên cạnh đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sắp được xây dựng và vị trí thuận lợi để ra cảng Cái Mép cũng như đi tới các tỉnh kinh tế trọng điểm miền Nam khác. Yếu tố thứ ba đấy là yếu tố khu đô thị Hữu Phước tiếp tục được sẽ được ghi nhận doanh thu trong năm 2021 và năm 2022, năm 2023 sắp tới. Về yếu tố kỹ thuật thì yếu tố kỹ thuật thì anh Linh mình xin biết tổng kết lại yếu tố kỹ thuật đấy là quý nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế đối với nệ SSC khi mà giá cổ phiếu điều chỉnh về quanh vùng 38, hoặc thứ hai là có thể xem xét mở vị thế của SSC ở trên vùng 40 khi cổ phiếu vượt trên vùng này. Mục tiêu trong ngắn hạn với SSC đấy là ở quanh vùng 47, hoặc nếu cổ phiếu vượt được vùng này thì giá mục tiêu tiếp theo sẽ quanh vùng khoảng 52-53. Vâng, xin cuối cùng xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình Tiêu Biển đầu tư trong tuần này, và hẹn lại quý nhà đầu tư trong buổi Tiêu Điểm đầu tư của tuần sau.